Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự sùng kính hay tận tâm. Ý nghĩa của việc làm một sùng kính là gì? Nếu bạn cảm thấy trung thành và yêu thương ai đó hoặc điều gì đó, đó là sự tận tâm. Tận tâm cũng có nghĩa là cam kết hoặc cống hiến cho một số mục đích. Sự sùng kính tôn giáo là gì? Lòng sùng kính tôn giáo là tình cảm nồng nhiệt, lòng nhiệt thành gắn bó, lòng mộ đạo, sự cống hiến, sự tôn kính, sự trung thành, sự kính trọng, sự chăm chú, lòng trung thành, sự trung thủy hoặc tình yêu đối với hoặc đối với một số đối tượng, con người, tinh thần hoặc vị thần được gọi là thiêng liêng, thánh thiện hoặc đáng kính. Lòng sùng kính phổ biến nghĩa là gì? Những lòng sùng kính bình dân là một biểu hiện mạnh mẽ và đích thực của đời sống cầu nguyện của giáo hội. Nó là thích hợp để đề nghị giá trị lâu năm rằng việc sùng kính có và rằng nên tiếp tục theo các hình thức tương lai của cầu nguyện dành cho những người bình thường trong giáo hội. Sự khác biệt giữa cầu nguyện và sùng kính là gì? Sự khác biệt giữa cầu nguyện và sùng kính là cầu nguyện là một thực hành giao tiếp với thần thánh của một người, hoặc lời cầu nguyện có thể là một người cầu nguyện, trong khi lòng sùng kính là không đếm được hành động hoặc trạng thái của sự cống hiến hoặc được cống hiến. Làm thế nào để bạn thể hiện lòng sùng kính đối với Đức Chúa Trời? Làm những việc từ lệ tế ngẫu nhiên, làm những điều tốt đẹp. Chúa Giêsu phán, nếu các ngươi yêu ta, các ngươi sẽ tuân giữ các điều răn của ta. Hãy tôn vinh danh Chúa, làm điều này bằng cách giúp mọi người tin vào Chúa và gửi thông điệp hy vọng đến người khác để khuyến khích họ. Làm thế nào để bạn tiến hành một sự sùng kính? Có thời gian dành riêng cho việc cầu nguyện, đọc lời Chúa và lắng nghe những gì Ngài nói với bạn. Điều này có nghĩa là cần ngồi, đôi khi là tự nhiên giúp ích, không đọc văn bản hoặc làm bất cứ điều gì. Chỉ cần nói điều gì đó như nói với cha, tôi đang nghe, hoặc những gì Samua nói, hãy nói cho tôi tớ của bạn đang nghe. Tại sao sự tận tâm lại quan trọng? Nó nhắc nhở chúng ta về những gì cần tập trung và thời gian còn lại trong ngày. Nó nhắc nhở chúng ta về việc những ưu tiên của mình. Nó nhắc nhở chúng ta về sự kêu gọi của chúng ta để yêu Chúa và yêu người khác. Nó nhắc nhở chúng ta là ai trong đấng Christ, là Ngài muốn chúng ta trở thành ai. Cơ đốc nhân ăn mừng hoặc bày tỏ lòng sùng kính như thế nào? Người công giáo có thể tham dự thánh lễ, lần hạt mân côi hoặc các đài thánh giá theo huy chương tôn giáo, hoặc đọc một tuần kiều nhật trong một lời cầu nguyện trong 9 ngày liên tục. Những lòng sùng kính công giáo thông thường bao gồm là những lời cầu nguyện ngắn gọn đến một vị thánh cụ thể, yêu cầu vị thánh đó cầu nguyện với Chúa Giêsu về hành vi của bạn. Đời sống cống hiến có nghĩa là gì? Devotional có nguồn gốc từ thuật ngữ Latin sùng kính, ban đầu là tên của một nghi lễ trong tôn giáo La Mã và chủ yếu trở thành một thuật ngữ cơ đốc giáo trong thời Trung Cổ và trong cách nói hiện đại có nghĩa là phục tùng Đức Chúa Trời. Sự tận tâm hàng ngày có nghĩa là gì? Những lời sùng kính hàng ngày là những ấn phẩm tôn giáo cung cấp một cách đọc tâm linh cụ thể cho mỗi ngày dương lịch. Các ví dụ bao gồm phòng tiệc ly, bánh mì hàng ngày của chúng ta với lời giữa của chúng ta. Theo truyền thống, những lời sùng kính hàng ngày có dạng một cuốn sách với một đoạn đọc cho mỗi ngày. Sự sùng kính có phải là kinh thánh không? Các tôn giáo tôn sùng là sách được tạo thành các bài đọc hàng ngày có chứa chứng ngôn hoặc sự dạy dỗ của cơ đốc nhân cùng với một câu kinh thánh. Chúng hoạt động giống như các bài đọc nhỏ, giảng bài giảng để tập trung vào mỗi ngày. Những sự sùng kính hàng ngày
là một công cụ quý giá cho cơ đốc nhân đang phát triển. Lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu là gì? Các tôn sùng thánh tâm là một trong những công giáo thực hành rộng rãi nhất và nổi tiếng sùng kính. Lấy Chúa Giêsu Kitô của vật lý tim như các đại diện của tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Tận tụy nghĩa là gì? Cống hiến cho điều gì đó, có nghĩa là gần như chỉ tập trung vào điều cụ thể đó. Khi bạn cống hiến cho một sự nghiệp, bạn sẽ làm việc để đạt được mục tiêu của nó. Khi bạn hết lòng vì một người, bạn đặt nhu cầu của họ lên trên nhu cầu của bạn. Tận tụy không nhất thiết chỉ liên quan đến các mối quan hệ cá nhân. Làm thế nào để bạn trở thành một người công giáo tận tụy? Lời khuyên: thứ nhất, tử tế. Thứ hai, đi xưng tội thường xuyên. Thứ ba, đọc sách giáo lý hội thánh công giáo và các bài viết của các giáo phụ để có thêm kiến thức. Thứ bốn, làm theo tất cả 10 điều răn và yêu cầu linh mục bạn giải thích chúng nếu bạn không hiểu chúng. Thứ năm, hãy chắc chắn rằng bạn đang tham dự một nhà thờ công giáo. Sự khác biệt giữa tận tâm và thời gian yên tĩnh là gì? Thời gian yên tĩnh gợi ý bạn nên ngồi yên lặng và lắng nghe. Cho dù là kinh thánh hay câu trả lời của bạn, của Đức Chúa Trời, cho những lời cầu nguyện của bạn. Sự sùng kính gợi ý đặc biệt tận tụy đối với Đức Chúa Trời và thể hiện sự tận tâm của bạn rằng bằng cách đọc một cuốn sách sùng kính, kinh thánh và cầu nguyện. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.